Hallelujah, cảm ơn Chúa thật là nhiều. Một buổi sáng phước hạnh mà Chúa đã đưa đường tất cả bà chị em của chúng ta được đến trong nhà của Chúa. Mặc dù ở ngoài thì rất là lạnh, nhưng mà tạ ơn Chúa, ở trong Chúa chúng ta có sự ấm áp ở trong Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Giờ này xin kính mời hội thánh của chúng ta đồng đứng lên và chúng ta dâng buổi thờ phượng buổi sáng hôm nay ở trong tay của Chúa. Xin chúng ta để vài phút và thầm nguyện với Chúa cũng như lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa. Và mời sự hiện diện của Ngài đến trên phòng nhớ của chúng ta buổi sáng hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Linh của Ngài đến và thăm viếng mọi đời sống của chúng ta, thăm viếng hội thánh của Đức Chúa Trời và đưa đường ông bà chị em của chúng ta đến kịp giờ nhóm buổi sáng hôm nay. Hallelujah, chúng ta lớn tiếng cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời, ngợi khen Ngài, chúc tụng danh thánh của Ngài. Hallelujah Chúa ơi, hallelujah, cả Samba Mama Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Lời khen Chúa của chúng con, ôi chúng con chúc tụng danh thánh của Ngài, chúng con tôn cao Ngài, Ngài xứng đáng để chúng con ngợi khen thờ phượng, tôn quý sự vinh hiển thuộc về Chúa của chúng con. Hallelujah Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah Kasamamamama Kasapakaris. Chúa Thánh Linh ơi, con xin mời Ngài đến và thăm viếng mọi đời sống của chúng con, thăm viếng hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, ôi trong danh Đức Chúa Giêsu Christ con cầu nguyện để sự hiện diện của Ngài, sự sáng của Ngài chiếu sáng trên hội thánh của Ngài. Tất cả mọi quyền lực của sự tối tăm, tất cả những điều gì không đến từ Ngài phải lui ra khỏi hội thánh của Chúa. Chúa ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ con cột trói tất cả những công việc của Satan ma quỷ, nó không có quyền ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con cầu nguyện để linh của sự hiệp một, sự thăm viếng của Ngài trên hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Ôi sự hiện bày tỏ của Ngài hiển lộ trên hội thánh của Ngài. Chúa ơi, thăm viếng từng người lớn, từng người nhỏ, từng người một trong phòng của chúng con. Chúa ơi, ôi hallelujah. Chúa ơi, chúng con thưa với Chúa rằng chúng con cần Ngài, chúng con cần Ngài, chúng con cần sự gì của Ngài, chúng con cần sự dẫn dắt của Ngài. Chúa ơi, ôi xin che phủ chúng con, xin che giấu chúng con ở dưới bóng cánh của Ngài. Chúa ơi, huyết của Ngài rửa sạch tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, rửa sạch tất cả những điều dơ bẩn, những điều gì bất khiết, những điều gì không đẹp lòng Đức Chúa Trời ra khỏi hội thánh của chúng con, ra khỏi tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con hướng lòng về Ngài, kết nối lòng của chúng con với Cha của chúng con thiên thượng. Chúa ơi, hallelujah Kasambaba, xin làm lòng của chúng con ấm áp ở trước mặt Ngài, xin chữa lành mọi đời sống của chúng con. Chúa ơi, chữa lành thuộc thể cũng như chữa lành thuộc linh của chúng con. Chúa ơi, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm trên mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con chào đón Chúa Thánh Linh của Ngài, chúng con chào đón sự hiện diện của Ngài ở trong phòng nhóm buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, hallelujah. Chúa ơi, mọi điều chúng con dâng lên cho Ngài, chúng con thưa với Ngài rằng chúng con biết ơn Ngài, chúng con cảm ơn Ngài vì mọi điều mà Ngài đã làm trên cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, hallelujah, xin đến, xin hãy đến và thăm viếng chúng con, xin hãy đến và làm việc trên mọi tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, ôi Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con những lỗi lầm của chúng con, những điều gì không đẹp lòng Chúa ra khỏi chúng con. Chúa ơi, hallelujah Kasababababababakrisikara. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa của chúng con. Chúa ơi, xin đến, xin hãy đến và thăm viếng chúng con. Hallelujah Chúa ơi, ôi chúng con như là một cái mảnh đất đang bị cằn cỗi chờ sự thăm viếng của Ngài, ơn mưa của Ngài. Chúa ơi, luôn đổ trên mọi đời sống chúng con. Ôi thăm viếng từ người một, từ người lớn cho tới người nhỏ, không một ai đến đây trở về với tấm lòng khô hạn, nhưng tấm lòng tươi mới, tấm lòng được chữa lành. Chúa ơi, tấm lòng thay đổi. Ôi xin Chúa biến đổi tâm trí của chúng con, tấm lòng của chúng con và suy nghĩ của chúng con. Chúa ơi, ôi xin dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay phán dạy với mỗi đời sống của chúng con. Ôi xin Chúa sức dầu trên ban nhạc, ôi Chúa sức dầu trên người đánh đàn là anh Thanh, Peter, David và Hồng Nhật. Chúa ơi, ôi chính mình con nữa. Chúa ơi, xin tha thứ chúng con và gìn giữ chúng con. Thánh Linh của Chúa đụng chạm từng người một ở trong chúng con. Chúa ơi, để ban nhạc này được đầy sự sức dầu của Ngài, sự thăm viếng của Ngài đến trên từng người một trong chúng con. Chúa ơi, linh của sự ngợi khen thờ phượng được ngập tràn ở trong cuộc đời của chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con đến đây không phải chúng con biểu diễn, không phải chúng con làm theo tập tục của thế gian, không phải là một cái buổi mà Chúa ơi của con người, bèn là sự hiện diện của Ngài. Thánh Linh của Chúa là đấng dẫn dắt buổi thờ phượng buổi sáng hôm nay. Ôi mỗi chúng con là công cụ ở trong tay của Ngài. Chúa ơi, xin hãy phán kẻ tối tớ Ngài nghe, xin dạy dỗ chúng con, đặt để lời của Ngài ở trong tâm trí và tấm lòng của chúng con, đem chúng con lại gặp gỡ chính mình Ngài. Chúa ơi, ôi Chúa ơi, chúng con cần Ngài, không có Ngài chúng con không làm chi được hết. Thánh Linh ơi, xin Chúa hãy tự do làm việc giữa vòng chúng con, hành động những điều gì Ngài muốn ở trong hội thánh của chúng con. Chúa ơi, Chúa ơi,
ơi, con cảm ơn Ngài. Xin cho mỗi chúng con phải bày đỏ mặt trần của chúng con ra trước mặt Ngài, trải lòng ra ở trước mặt Ngài, và xin sự tha thứ của Ngài, xin sự vui giúp của Ngài ở trên mọi cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, Chúa đưa đường ông bà chị em chúng con đến trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa nhớ đến dì Kim, xin Chúa chữa lành cho dì, Chúa ơi, để dì được chữa lành một cách hoàn toàn và dì Chúa sẽ trở lại thờ phượng Chúa, tin nhận Chúa và trở nên làm con cái của Ngài. Hallelujah, hallelujah, Chúa ơi. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa thật là nhiều. Khi hội thánh của Chúa thầm nguyện thì tôi có lời của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên đoạn số 30. Tôi sẽ đọc lời của Chúa. Cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài giải cứu khỏi sự chết. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài vì Ngài nâng tôi lên, không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Còn tôi, trong lúc may mắn, tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rúng động. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi được lập vững bền. Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Đức Giê-hô-va ơi, tôi đã kêu cầu cùng Ngài, và nay xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, làm đổ huyết tôi ra, khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi chó há sẽ ngợi khen Chúa ư? Khá sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi. Đức Giê-hô-va ơi, khá giúp đỡ tôi. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn lời của Ngài. Lời Chúa nói rằng hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Amen. Cảm ơn Ngài. Thì giờ này xin chúng ta cùng hiệp một với tôi tớ của Chúa là mục sư Đặng Hồng Đức cầu nguyện dân của nhóm sáng hôm nay ở trong tay của Ngài. Xin kính mời mục sư. Hallelujah. Xin kính mời quý ông bà chị em cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con, chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng đến đang hiện diện tại hội thánh của Ngài. Ôi Chúa ơi, con cảm nhận sự hiện diện của Ngài, sự hiện diện ngọt ngào của Ngài. Ôi, sự thâm viếng tốt lành của Đức Chúa Trời đang đến với đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài thì có trọn một đời. Sự khóc lóc chỉ đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Chúng con công bố sự vui mừng của Chúa đến với chúng con trong buổi sáng hôm nay. Chúng con công bố sự khải tượng của Chúa, sức mới của Chúa tràn ngập trên chúng con trong buổi sáng hôm nay. Chúa, chúng con chào đón sự hiện diện của Ngài. Chúa, chúng con dâng tấm lòng chúng con, đời sống của chúng con cho Ngài. Xin huyết của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy chúng con, bảo vệ, che phủ chúng con, dinh giữ chúng con trong ơn của Ngài. Nguyện huyết của Ngài dinh giữ tất cả các ông bà chị em chúng con, khu vực nhóm lại của chúng con. Và Chúa, Ngài Tuấn Cứu Trần sáng láng để bảo vệ chúng con và hủy phá những công việc của thế giới, tà linh, ác linh, uế linh, linh địa ngục, những ngăn trở bị bẻ gãy và lui ra khỏi đời sống của chúng ta. Trong danh Chúa Giêsu, bẻ gãy tất cả những linh của bệnh tật, bẻ gãy tất cả những linh của sự sầu não, buồn thảm, thất vọng phải lui ra khỏi đời sống của chúng ta. Trong danh Chúa Giêsu, Ngài sức giàu vui mừng cho chúng con và làm ơn cho chúng con trong thời giờ này. Chúa ơi, chúng con công bố sẽ có những người bệnh được chữa lành. Chúa ơi, chúng con công bố có những dấu kỳ quyền năng phép lạ của Chúa được xảy ra trong danh của Ngài Chúa Giêsu ơi. Chúa ơi, Chúa làm cho lôi của Ngài được tôn cao hơn cả danh của Ngài. Vì vậy chúng con tôn cao lôi của Đức Chúa Trời và chúng con tin rằng Chúa phán thì mọi sự sẽ được thành. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài. Nguyện Chúa bảo vệ chúng con, bảo phụ chúng con bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, để chúng con ai nấy đều mở lòng và cảm nhận tình yêu vô bờ bến mà Ngài dành cho chúng con. Chúa phán với chúng con, dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng yêu thương của Ngài, giao ước bình an của Ngài không bao giờ di chuyển khỏi lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con tôn cao Ngài.
Ngài. Chúng con kính dâng từ giờ nhóm lại ở trong tay của Ngài. Nguyện Cha sức dầu cho chúng con từ giờ đầu cho tới khi giờ chúng con kết thúc buổi nhóm. Khi chúng con ra về, ai nấy trong chúng con đều nhận được sức mới của Chúa, nhận được sự sức dầu của Ngài, sự tươi mới từ nơi Ngài rồi. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con tôn cao Chúa Giêsu Christ của chúng con đang ở đây với chúng con. Ngài làm vua, làm Chúa trên cuộc đời của chúng con. Vì Chúa thăm viếng ở tại nơi đây, các ông bà chị em chúng con cũng như ở trên đường Zoom, tất cả đều được sự đụng chạm từ nơi Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con kính dâng sự vinh hiển cho Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Thay mặt cho hội thánh Phong Bình An, trân trọng kính chào tất cả quý ông bà chị em có mặt tại đây cũng như ở trên đường Zoom. Vì Chúa ban phước cho tất cả quý vị một ngày thờ phượng Chúa thật là tốt đẹp ở trong ơn của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Chúng ta quay qua bên trái, bên phải và chúng ta chúc phước cho nhau và chuẩn bị cho sự thăm viếng của Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho tất cả bà chị em của chúng ta ở trên đường Zoom cùng hòa lòng với chúng ta thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bảo vệ chúng ta, Ngài sẽ che kín chúng ta bằng bóng cánh bóng toàn năng của Ngài, không lo sợ điều ác, không quân thù dò nét chúng ta được, bởi vì chúng ta đắc thắng ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Hallelujah. Vui thay khi con đến với Cha, mọi điều từ lòng con chỉ mong thưa cùng Ngài rằng lời biết ơn. Hãy nói với Chúa rằng buổi sáng hôm nay chúng con đến với Ngài, tất cả mọi điều chúng con muốn nói với Chúa là chúng con biết ơn Ngài, chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả mọi điều mà Chúa cho phép cũng như Chúa cho xảy ra trong cuộc đời của chúng con, để đem chúng con đến gần với Chúa nhiều hơn về mọi điều mà Cha đã ban và mọi nguồn phước hạnh mà Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời của chúng con. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con
con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, Chúa con cảm ơn Ngài. Vì mọi điều xảy ra đều theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ý muốn tốt lành của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Hãy nói cảm ơn Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tạ ơn Cha yêu nhân gian. Cảm ơn Chúa vì sự chết của Ngài đã đến trên thế gian này. Bởi đằng roi của Chúa chịu mà chúng ta được chữa lành. Bởi huyết của Chúa được đổ ra và chúng ta được rửa sạch tội lỗi. Giờ này chúng con chúc tôn danh Ngài. Tình yêu Cha ban thế gian đến trên cuộc đời của chúng con. Hãy cảm tạ ơn Chúa. Hãy cảm tạ ơn Ngài vì mọi điều Cha đã làm. Chúng con chúc con danh Ngài.
con chúc tụng danh thánh của Ngài. Hallelujah, hallelujah. Kesamamama Chúa ơi. Ushamamama Sakaregure Chúa ơi, chúng con chúc tụng danh thánh của Ngài. Sự vinh hiển thuộc về Chúa của chúng con, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài vì mọi điều tốt lành mà Ngài làm trên cuộc đời của chúng con, trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài tiếp tục làm Chúa ơi. Cảm ơn Ngài. Chúng con đang chờ đợi, đang trông đợi sự làm của Ngài trên đời sống của chúng con, trên hội thánh phục âm bình an của chúng con, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Ôi dẫu con người cười chê vẫn đến trên cuộc đời bởi vì Ngài yêu chúng con, bởi vì tình yêu thương của Ngài dành cho chúng con. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay tất cả mọi người trong chúng con đều mặc lấy tình yêu thương của Ngài để chúng con yêu thương nhau, để chúng con tha thứ nhau, chúng con sống hiệp một với nhau, Chúa ơi. Hallelujah, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Ngài đã gánh tất cả mọi điều cho chúng con rồi. Chúa ơi, đừng để cho chúng con tiếp tục gánh lấy những điều đó, nhưng hãy trao phó cho Ngài, hãy trao phó mọi gánh nặng của chúng con cho Ngài. Hallelujah. Vượt trên hết nơi quyền, vượt trên cả vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời đây. Vượt tận trên khổ quan, chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trường vô cùng. Thank you.
với Chúa tất cả mọi điều và trình bày ra với Chúa tất cả mọi điều. Vì trên thập giá Ngài đã chết và máu của Chúa tuôn đổ ra vì cớ chúng con. Chúa ơi, đời sống của chúng con ngay giờ phút này trước mặt Ngài, ôi có những tội lỗi nào, có những điều gian ác nào, có những sự xấu xa nào làm Chúa của chúng con buồn lòng. Xin tha thứ cho chúng con. Hãy nói thật với Ngài, hãy trải lòng ra với Ngài. Chúa, Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chính mình tôi và quý vị. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự hy sinh của Ngài. Cảm ơn Chúa Ngài đã đến trên thế gian này vì cơ tội lỗi của chúng con. Ngài không tiếc chính con Ngài để mà đến cứu chuộc cuộc đời của chúng con. Xin chữa lành mỗi tấm lòng của chúng con, Chúa ơi. Xin chữa lành hội thánh của Ngài, Chúa ơi. Xin thẩm mỹ chúng con. Đừng để chúng con đến đây với tấm lòng chai lì, với tấm lòng cứng cỏi. Chúa cho chúng con mở lòng ra với Ngài ngay giờ phút này, Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con đừng tiếc gì với Ngài. Hãy cáo trách đời sống của chúng con. Thánh Linh ơi, hãy đến và cáo trách cuộc đời của chúng con và giúp cho chúng con hạ mình xuống khiêm nhường. Hãy yêu thương nhau thật 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 trước mặt Ngài. Tha thứ cho nhau bởi dòng huyết của Ngài. Ngài tha thứ cho chúng con hết tại mọi điều, thì tại sao chúng con không tha thứ cho nhau? Chúa ơi, chúng con cần Ngài. Chúng con cần Ngài, Chúa ơi. Đừng để cho chúng con đến nhà của Chúa rồi chúng con trở về với lối sống cũ kỹ. Nhưng mà chúng con trở về với đời sống mới, tâm trí mới và tâm lòng mới. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, đừng để cho chúng con sống một đời sống giả dối trước mặt Ngài, nhưng mà một đời sống thành thật ở trước mặt Ngài. Đừng để chúng con hầu vì Chúa bằng cảm xúc của mình, nhưng mà thật sự là Chúa đụng chạm tấm lòng của chúng con. Vượt trên hết nắng khuya, vượt trên cả phùa, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tầng trên khôn ngoan chân lý của con người thế. Vô cùng vượt trên hết nắng khuya, vượt trên cả phùa, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời đây, vượt tầng trên vinh hoa cho bao cuộc con người thế gian, không chỉ cao quý sân thank you.
cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin hội thánh của chúng ta đồng an toàn. Chúng ta có thấy phước hạnh khi chúng ta thờ phượng Chúa không ạ? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa của chúng ta thật là nhiều. Tôi mới đi thờ phượng Chúa sáng hôm nay, cho nên cảm ơn Chúa là Chúa luôn luôn ở cùng mình và Chúa biết được tất cả mọi điều, nhưng mà Chúa giống như muốn coi con cái của mình có nhờ cậy mình không, trong cái lúc đó thì có nhờ cậy ai, nhưng mà tạ ơn Chúa vì sự gìn giữ của Ngài, và lúc đó mình có lời của Chúa và mình cầu nguyện và Chúa đã chữa lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, thưa Chúa, buổi sáng hôm nay thì đáng lẽ là sẽ nói với cô Lan, nhưng mà cô Lan vô hơi trễ một chút. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì sáng hôm nay tôi có mời hai cái điểm nhóm. Một là một điểm nhóm ở nguồn sống và một điểm nhóm ở nguồn sáng. Là một ở điểm nhóm là có một cái anh tên là Quốc Trị và Kim Ngân. Và một điểm nhóm đó là tên là Lợi. Hai cái người này có hai một cái điểm nhóm đã mở rồi và một điểm nhóm chuẩn bị sắp sửa sẽ mở. Thì hội thánh của Chúa có cơ hội là đã biết đến cô Đài đã có một thời gian vào nhóm với chúng ta và gần đây thì chuẩn bị cho cái nơi nhóm của mình, cho nên cô Đài cũng hơi bận rộn, cho nên cô Đài không có đến nhóm. Nhưng mà cảm ơn Chúa là bởi cái sự cầu nguyện của hội thánh, của to tớ của Chúa và qua cô Lan mà mình biết được những người này ở tại Gia Lai, và mục sư Dương đã đến, đã mở được một điểm nhóm tại nơi của thầy Quốc Trị, và tháng 11 sắp tới thì sẽ nhờ mở một điểm nhóm ở tại hội chỗ nhà của cô Đài. Một bên là một chỗ là nguồn sáng và một chỗ là nguồn sống. Và buổi sáng hôm nay hai anh em của chúng ta cũng có mặt ở trên phòng Zoom đến để nhóm cùng với hội thánh, thăm hội thánh và cũng có lời cảm ơn Chúa về hội thánh và mục sư đã cầu nguyện. Dạ, xin mời Quốc Trị sẽ nói trước ạ. Dạ, em nói chị Hồng nghe có rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ. Cảm tạ ơn Chúa em có cơ hội để được làm chứng đến với hội thánh Phúc Âm Bình An. Thì thực sự là được hòa cùng sự ngợi khen thờ phượng Chúa. Thì trong tâm trí của em bây giờ thực sự muốn hát một đoạn thánh ca. Và đoạn thánh ca đó cũng là lời chứng để cho em có thể bắt đầu được cái lời chứng của mình một cách ngắn gọn nhất. Tại vì em cũng nhận biết được là thời gian rất là quý giá. Và còn rất là nhiều anh chị em cũng muốn dâng lên cho Chúa sự làm chứng. Dạ. Thập tự giá ta đã bước lên vì tình yêu, vì con với con mau quay bước trở về vai ta, giang vòng tay đón con vào lòng, giang vòng tay đón con vào lòng. Thực sự là ở khu vực Tây Nguyên em có cơ hội để hát đoạn thánh ca này để bày tỏ làm chứng là các anh chị em ở Tây Nguyên rất yêu mến Chúa, rất biết ơn Chúa và khát khao được phục vụ Chúa. Cảm ơn Chúa, từ trước khi chân Chúa em cũng như người anh em của em phải đầy tội lỗi. Rồi cảm ơn Chúa, Chúa đã cứu và Chúa đã giúp đỡ cho tụi em rất nhiều. Và nay nhìn lại bản thân mình được cứu, rồi nhận được quá nhiều điều ơn phúc của Chúa, và chúng em chọn lựa ở con đường là phục vụ Chúa. Và ở trong phòng nhóm bây giờ có người anh em của em cũng vậy, là anh Nguyễn Văn Lợi. Hai anh em thực sự là không có quen, thực sự chưa có quen để đứng trước nhiều người, đứng trước hội thánh để làm chứng. Mà cũng cảm thấy được rằng là run, có một chút run. Nhưng mà em chỉ biết một điều là vì vinh hiển của Chúa. Và thực sự rất là vui khi được làm chứng cùng với các tôi tớ của Chúa, với mục đích là mong ở Chúa qua đời sống của mình nhiều anh chị em được khích lệ. Và cũng mong
có một sự kết nối trong tình yêu thương của Chúa. Cảm ơn Chúa khi mà Chúa làm thành những điều em khát khao. Và bây giờ em được vui mừng, được là người có cơ hội để phục vụ Chúa với điểm nhóm là nguồn sáng, và người anh em của em là điểm nhóm ở nguồn sống. Và hai anh em thực sự hôm nay, chiều hôm nay cũng đã gặp nhau, rồi tối hôm nay lại gặp nhau, và trong thời gian tới sẽ gặp nhau nhiều. Cũng mong với những gì chân thật thì mọi người rồi những tôi tớ của Chúa đến với nhau trong tình yêu thương của Chúa. Và chúng em biết chúng em thiếu nhiều điều lắm, mà cần phải học nhiều. Tụi em phải ham học, tụi em phải khát khao mãnh liệt hơn nữa, để rồi mong mỏi một điều rằng tin lành của Chúa đầu tiên là từ gia đình của mình, bản thân của mình, gia đình của mình đi ra, từ gia đình đến gia đình. Và thực sự ở khu vực của tụi em có quá nhiều người chưa biết về Chúa, và ngay trong gia đình của tụi em là một minh chứng rõ ràng nhất. Còn quá nhiều người chưa biết về lẽ thật của Chúa và cũng đang kêu cầu để mong mỏi Chúa thương xót. Và lời chứng của em chỉ ngắn gọn như vậy thôi, để rồi thời gian khác dành cho nhiều người khác nữa. Em cảm ơn Hội Thánh Phúc Âm Bình An đã cho em có cơ hội được nói về lời chứng ngắn gọn này. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quốc trị. Xin Chúa ban phước lại cho quốc trị cũng như Hội Thánh ở tại nơi đây. Dạ, thì giờ này xin kính mời Lợi đại diện cho Hội Thánh của Chúa. Lợi đây là con của cô Đài, mình đã biết rồi. Dạ, trước hết tôi xin kính chào tất cả con cái của Chúa trong Hội Thánh Phúc Âm Cần Đa. Và tôi xin kính chào mục sư Đặng Hồng Đức. Cảm tạ ơn Chúa là tôi là Nguyễn Văn Lợi, con của mẹ Đài. Và trước đây cũng có cơ hội để vào join nhóm cùng Hội Thánh Phúc Âm Bình An. Và mẹ tôi cũng đã có cái sự dâng lên sự cầu nguyện là ước ao được mở một điểm nhóm. Vì thật sự lý do là gia đình tôi rất là nhiều người tin tính Chúa mà đi tới điểm nhóm Hội Thánh. Trước đây chúng tôi thờ phượng rất là xa, đi khoảng cỡ 20 cây số. Thì có một số chị em phụ nữ là lái xe đi rất là yếu, và nói chung là cũng có rất là nhiều em nhỏ. Và cái sự đi thờ phượng Chúa thật sự là không được đông đủ, không được thường xuyên. Nên gia đình tôi cảm thấy cái sự thờ phượng như vậy và giống như là kéo dài tình trạng là để có những người bị hư mất, và giống như mình không được thờ phượng Chúa thì mình sẽ yếu đuối. Nên gia đình tôi đã cầu nguyện là xin Chúa giúp chúng tôi là mở một điểm nhóm để tại gia đình, và cũng đã nhờ Hội Thánh Phúc Âm Bình An cầu nguyện cho chúng tôi. Và cảm tạ Chúa là đã nhầm lời chúng tôi, để giúp cho chúng tôi gặp được một tiên dương là đang trên những bước đường chúng tôi sẽ mở điểm nhóm vào ngày 21, thì một tiên dương sẽ vào để chuẩn bị công bố để mở một điểm nhóm. Thật sự gia đình tôi cũng rất là vui mừng về những lời cầu thay của Hội Thánh, và Chúa đã nghe và Ngài đã nhận lời và đã tạo cho chúng tôi có một cơ hội, chúng tôi mở một điểm nhóm để chúng tôi phục vụ Chúa. Trước là trong gia đình, sau đó chúng tôi sẽ mở rộng ra để những người xung quanh biết về Chúa. Và xin Hội Thánh cũng tiếp tục cùng để cầu thay cho chúng tôi, vì chúng tôi là những người mới bước ra để mở một điểm nhóm. Thật sự là trong cái lĩnh vực về lời Chúa cũng còn rất là giống như chưa được trang bị nhiều, nhưng một tháng tiếp tục cầu nguyện Chúa để Chúa là chính là giáo sư giúp đỡ chúng tôi, để chúng tôi xây dựng một điểm nhóm theo đúng ý của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Lợi cũng như là Phước Trị. À, đây là hai anh em của chúng ta ở cùng một hội thánh với nhau, nhưng mà do là họ ở xa hội thánh của Chúa cho nên họ đã cầu nguyện với Chúa và ước ao, thì Chúa đã cho một điểm nhóm ở chỗ quốc trì đã được thành lập bởi mục sư Dương, và điểm nhóm của chỗ nhà cô Đài thì sẽ thành lập vào 21 tháng 11.
Mục sư Dương sẽ giúp đỡ cho họ, và hai anh em này cũng đã ra hội thánh của Mục sư Dương để Mục sư Dương đào tạo lời của Chúa cho họ. Họ đi đường từ Gia Lai mà ra chỗ Mục sư Dương là 22 tiếng đi xe, và hai anh em này đã ra đó để mà được Mục sư dẫn dắt huấn luyện lời của Chúa để trở về hầu việc Chúa. Nên hai anh em này cũng ước ao hội thánh của Chúa nhớ đến hai điểm nhóm nguồn sáng và nguồn sống để cầu nguyện cho họ, bởi vì khi họ mở ra điểm nhóm thì họ cũng rất là nhiều cái sự khó khăn về tài chánh cũng như là mọi thứ, vì những người ở đó thì rất là nghèo khó và rất là cần thuộc linh cũng như là thuộc thể. Cho nên hai anh em này ước ao là chúng ta nhớ đến họ và cầu nguyện cầu thay cho họ. Đó là những điều mà chúng ta đã nghe buổi sáng hôm nay. Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em, các tôi tớ các con cái của Chúa có mặt ở tại đây cũng như ở trên đường Zoom. Rất là vui chúng ta được thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Hallelujah. Và Chúa của chúng ta là đấng của sự chiến thắng, và Ngài là đấng ban sự đắc thắng đó cho tôi và quý ông bà anh chị em. Và bởi thập tự giá của Chúa đổ ra mà chúng ta được chiến thắng, và chúng ta được sự tha thứ, chúng ta được sự chữa lành và được sự phục hồi của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi trong trước đó thì trong cái sự cầu nguyện thì Chúa cũng ban cho tôi có lời của Chúa để mà cùng được học hỏi với quý ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay. Tôi muốn hỏi quý vị một câu. David thắng Goliath bằng cái gì? Nhưng mà cái trạch ném đá đúng không ạ? Cái trạch ném đá, và Goliath đã bị ngã gục ở trước cái trạch ném đá của David. Rồi bây giờ câu hỏi của chúng ta, câu hỏi của tôi đó, tiếp theo đó là chúng ta thắng thế gian là bởi vì cái gì? Đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian? Ai là người chiến thắng thế gian? Chúa Giêsu là đương nhiên chiến thắng rồi. Chúng ta là những người tin Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời thì chúng ta được chiến thắng trong thế gian này. Amen. Xin cùng đọc lời Chúa chung với tôi ở trong Giăng Nhất đoạn 5 từ câu 4 đến câu số 5. Xin kính mời quý vị chúng ta đồng đứng lên để chúng ta chuẩn bị tâm lòng của mình để đón nhận lời của Ngài. Xin cùng khởi sự đọc lời của Chúa. Vì ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời? Amen. Cảm ơn Chúa. Xin cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con tin rằng Ngài đang ở đây với chúng con. Sự hiện diện của Thánh Linh của Ngài đang ở đây tràn ngập trên đời sống của chúng con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con khai phóng sự sức dầu của Ngài tại nơi đây. Sự sức dầu của Chúa bẻ gãy tất cả những ác, những quyền lực của sự tối tăm không có quyền có mặt tại nơi đây. Trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con tôn cao lời của Ngài. Danh của Chúa Giêsu Christ, danh trên hết mọi danh. Vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa, đấng đang tế trị ở tại nơi đây. Quyền quyết của Ngài bao phủ chúng con, và chúng con tự do mở lòng để đón nhận lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con kính dâng tất cả sự vinh hiển cho Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin kính mời quý vị đồng ngồi. Cảm ơn Chúa. Về đức tin mà tôi và quý ông bà trẻ em có, không phải là đức tin nơi chính mình, không phải nơi sự khôn ngoan học thức của đời này, nhưng mà Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta không, Chúa không muốn chúng ta đặt đức tin một cách mơ hồ, không có hợp lý, nhưng mà Ngài muốn chúng ta đặt đức tin ở nơi con của Đức Chúa Trời. Và đức tin nơi con của Đức Chúa Trời đó chính là đức tin nơi lời Kinh Thánh. Amen. Nếu một người đọc Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh và nhận thêm về đức tin mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Chúa nói với chúng ta rằng khi chúng ta nghe lời của Ngài thì gia tăng thêm đức tin của chúng ta. Cho nên khi chúng ta yếu trong đức tin, đó là lúc mà chúng ta cần phải chạy đến với lời của Đức Chúa Trời để gia tăng đức tin của tôi và quý ông bà, chị em.
Cảm ơn Chúa, sự chiến thắng mà tôi và quý vị có được đó là bởi vì đức tin ở nơi con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và có những điều ở trong Kinh Thánh Ngài dạy dỗ cho chúng ta về đức tin. Và ngày hôm nay Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong những thời kỳ sao rốt này. Và Chúa nói rằng trong những thời kỳ sao rốt sẽ có nhiều sự khó khăn xảy ra, nhiều sự bất hại, sự tấn công về đủ mọi mặt hết, về tài chánh, về tất cả những cái điều mà chúng ta thấy lòng yêu mến của phần nhiều người bị nguội dần đi. Yêu mến lẫn nhau, yêu mến Đức Chúa Trời bị nguội dần đi. Người ta thích về những sự ham mê của thế gian này, những sự vui chơi hơn là thích về những gì của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa cảnh tỉnh chúng ta đang trong những cái thời gian của ngày sau rốt này. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng có những cái sự áp lực ở trên đời sống của mình, phải không ạ? Chúng ta thấy có những sự áp lực về công việc làm, áp lực về mũi mặt, tấn công về đời sống của chúng ta. Tháng 10 vừa rồi, quý vị, Chúa cho phép những điều xảy ra rất là nhiều trên đời sống của tôi. Trước khi ngày của tôi đi đại hội và sau khi đi đại hội về, tôi gặp rất là nhiều cái sự khó khăn. Trong công ty của chúng tôi đang làm việc thì người ta thay đổi hoàn toàn bộ cái hệ thống thuế và bắt đầu chuyển qua bên một công ty khác để làm. Và chúng tôi phải thử và phải làm rất là nhiều để mà chính xác, để cái công việc đó nó được thực hiện một cách chính xác và trôi chảy. Cho nên đòi hỏi tôi phải làm những cái thời gian đó và kiểm tra, rồi phải làm hai cái hệ thống và phải coi cái hệ thống về tài chính coi có được hay không, có tốt hay không, có thực hiện đúng hay không. Và tôi phải làm những cái nhiều, có khi phải ở lại để làm nhiều giờ trong những giờ đó. Và khi mà những cái áp lực như vậy, và chuyến đi đại hội của chúng tôi lại bắt đầu vào trong giữa của tháng 10, và những công việc đó cần phải hoàn tất, và nhiều cái áp lực mà đến và tôi phải hoàn tất cái công việc đó, thì bắt đầu tôi cầu nguyện với Chúa. Và Chúa ngài trong những ngày qua, ngài dạy cho tôi, khi con đối diện với những áp lực trong cuộc sống, hai điều này con phải cẩn thận. Và tôi muốn học với quý vị hai điều này, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải nhờ cậy nơi Chúa để mà chúng ta vẫn ở trong vị trí của sự chiến thắng. Và điều thứ ba mà Chúa dạy cho tôi, đó chính là điều mà tôi muốn học với Hội Thánh để chúng ta tiếp tục là người đứng ở trong vị trí của sự chiến thắng. Cảm ơn Chúa. Và quý vị ơi, khi đối diện với những cái sự áp lực đó, Chúa nhắc nhở cho chúng ta, chúng ta hãy tiến lên, vì Chúa ngài đi cùng với chúng ta. Và đây là đề tài mà tôi muốn học với quý ông bà chị em trong buổi sáng hôm nay. Xin cùng nói với tôi điều này ạ. Chúa đi cùng với chúng ta. Hãy tiến lên. Alleluia. Chúa đi cùng với chúng ta, hãy tiến lên. Chúa đặt để cho tôi và quý ông bà chị em vị trí của sự chiến thắng. Và hai điều này làm ngăn trở cái sự tiến lên của chúng ta, đó chính là tâm trí của chúng ta và lời nói của chúng ta. Tôi muốn học với quý vị cái phân đoạn Kinh Thánh này có thể khá quen thuộc với chúng ta, nhưng mà Chúa dùng điều đó để thức tỉnh, để nhắc nhở, để chúng ta là những người đứng ở trong vị trí của sự chiến thắng. Ai muốn đựng được sự chiến thắng của Chúa Giêsu Christ? Amen. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta đều muốn nhận được sự chiến thắng của Chúa. Xin cùng đọc lời của Chúa với tôi trong sách Dân Số Ký đoạn 14 từ câu 1 đến câu số 10. Cả hội chúng cất tiếng la lớn, dân chúng khóc than trong đêm đó. Tất cả dân Israel phàn nàn với Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói với hai ông, phải chi chúng tôi chết trong đất Ai Cập hay chết trong hoang mạc này cho rồi? Tại sao Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi cương? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi, chúng tôi quay trở lại Ai Cập không tốt hơn sao? Rồi họ nói với nhau, chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và trở về Ai Cập. Môi-se và A-rôn xác mình xuống trước mặt cả hội chúng Israel. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Chiến thắng tâm trí cũ. Chúa, Đức Chúa Trời hoạch định cho dân Israel tiến vào vùng đất hứa của Ngài, giải cứu họ ra khỏi Ai Cập, nơi mà họ đã làm nô lệ hơn 400 năm ở tại nơi đó, để tiến vào vùng đất hứa là nơi có sự đượm sữa và mật.
theo như lời của Đức Chúa Trời ngày hứa. Nhưng mà quý vị ơi, khi họ đối diện với những cái sự khó khăn trong đời sống của mình, bắt đầu họ có những sự phàn nàn lầm bầm ở trong đời sống của mình. Chúa cho phép 12 thám tử để đi do thám sứ của Chúa. 10 người thám tử quay trở về và nói những cái lời tiêu cực về cái vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời ngài sắp sẵn cho dân sự của Chúa. Nào là nói là cái vùng đất đó thật sự tốt đó, nhưng mà dân ở tại nơi đó dần dàng to lớn lắm, và chúng ta chẳng khác nào như con cào cào ở trước mặt họ, và chúng ta sẽ làm đồ ăn cho họ. Cho nên, và điều đó đã làm cho cả dân sự than phiền lầm bầm và khóc suốt cả đêm. Bởi vì thấy Đức Chúa Trời muốn dẫn dân sự của Chúa bước vào trong đất hứa, nhưng mà với cái tâm trí cũ kỹ này không thể đem họ vào trong đất hứa của Chúa được. Không thể bước vào từ Ai Cập để chuyển qua vùng đất hứa của Ngài. Ai Cập tượng trưng cho đời sống nô lệ của tội lỗi, đời sống cũ, đời sống mà Chúa muốn giải phóng họ, bứt phá họ ra khỏi cái con đường đó quý vị. Canaan là đất hứa tượng trưng cho một đời sống mới, hay là thiên đàng là nơi tôi và quý vị đang hướng về ở nơi Chúa. Cho nên một khi mà Chúa đã giải cứu chúng ta ra khỏi Ai Cập, có nghĩa là Chúa biết điều đó không ích lợi cho chúng ta nữa. Đừng quay trở về Ai Cập. Đừng để tâm trí của chúng ta hướng về trong một cái đời sống cũ là điều mà Chúa đã giải cứu chúng ta ra khỏi những điều đó quý vị. Philip đoạn 3 câu số 14, Chúa nói rằng: nhưng tôi cứ làm một điều, Phao-lô cứ làm một điều, đó là tôi quên đi những sự gì ở đằng sau mà bước tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, đeo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi ở trên cao của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô làm một điều quý vị, ông làm một điều, đó là ông quên những cái gì của quá khứ đi. Ông nhắm tới mục đích mà Chúa đặt để trên đời sống của ông. Canaan, đất hứa của con. Thiên đàng, lời hứa, đời sống mới mà Đức Chúa Trời ngày dựng lên trên đời sống của con. Nhưng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cho nên tâm trí này cần phải được thay đổi quý vị. Giăng đoạn 8 câu 36, Chúa nói rằng: vậy nếu con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. Hallelujah. Chúa Giêsu giải phóng tôi và quý ông bà anh chị em thì chúng ta thật sự được tự do. Như vậy thì sự cầm buộc đó bởi ai quý vị? Nhưng mà bởi ai là người chính? Chúng ta. Xin cùng nói với tôi: chúng ta. Nếu Chúa muốn giải thoát tôi, Chúa đã giải thoát rồi. Chúa muốn chúng ta bước vào đất hứa của Chúa. Nhưng nếu tâm trí này không nhìn thấy điều mà Chúa làm cho đời sống của mình thì chúng ta vẫn còn ở trong đồng vắng với mẹ. Chúng ta không tiến lên được. Cho nên tâm trí này phải được thay đổi. Nên nhiều khi mình đổ thừa ma quỷ, nhưng mà thật sự chúng ta, và Chúa ban cho chúng ta cái quý quyền đó để dây đập rắn và sự tử ở dưới chân của mình, rắn và bò cạp ở dưới chân của chúng ta, và không có gì làm hại chúng ta được. Cho nên Chúa nói tâm trí này phải được thay đổi. Amen. Amen. Phải được thay đổi để nhìn thấy được sự tốt lành của Ngài. Điều thứ hai, tâm trí thay đổi rồi, chiến thắng lời nói tiêu cực. Xin cùng nói với tôi điều này: chiến thắng lời nói tiêu cực. Khi chúng ta không ai trong tôi và quý vị, chúng ta không phải đối diện với những sự khó khăn và nan đề, phải không ạ? Tất cả chúng ta đều có những nan đề khác nhau. Nhưng mà quý vị, Kinh Thánh ngài cho phép điều đó xảy ra. Và mỗi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến ngài, là những kẻ được gọi theo mục đích mà ngài đã chọn. Roma đoạn 8 câu 28. Và khi một người mà có một cái tâm trí cũ sẽ giữ người đó ở trong đồng vắng. Và cái điều thứ hai giữ người đó cũng ở trong đồng vắng luôn, đó là lời nói tiêu cực. Cho nên hôm nay bài học này, chúng ta chiến thắng tâm trí cũ, và điều thứ hai chúng ta chiến thắng lời nói tiêu cực. Quý vị amen không ạ? Amen. Dân Israel đã nói điều gì? Đây là những điều mà chúng ta có thể kiểm chứng lại
để xem mình có nói những lời tiêu cực hay không ha. Thứ nhất, họ đã nói rằng phải chi tôi chết nơi Ai Cập hay là đồng hoang này. Ồ, đây là những lời tiêu cực quý vị. Phải chi tôi chết ngay chỗ đó. Chúa đang muốn đưa họ đi ra khỏi vùng đất nô lệ để tiến vào đất hứa của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng họ chỉ cần đi trong đồng vắng chỉ có 11 ngày thôi. Nhưng mà dân Israel kéo dài ra thành 40 năm trong đồng vắng. Quý vị, cho nên cái việc mà chúng ta ở trong đồng vắng bao nhiêu lâu là quyết định của chúng ta, chứ không phải là của Đức Chúa Trời. Cho nên không phải là chúng ta đổ thừa cho ma quỷ nữa quý vị, mà là quyết định của tôi và quý ông bà, anh chị em. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái lời nói của mình nữa quý vị. Rồi lời nói nữa là tại sao Chúa dẫn tôi vào cái đất này để ngã chết bởi gươm, than phiền với Chúa, trách móc Chúa. Tại sao cái điều này lại xảy ra với con, để cho con chết bởi gươm. Quý vị, họ chết bởi gươm chưa? Dạ chưa. Họ chưa chết bởi gươm, nhưng mà họ nói cái điều đó với Đức Chúa Trời rồi. Tại sao Chúa đem con đến vùng đất này để con ngã chết bởi gươm hả? Rồi sao nữa? Vợ con của chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi. Điều này có xảy ra chưa? Chưa. Nhưng mà tại sao họ nói điều này với Chúa quý vị? Ồ, vợ con của tôi sẽ bị ngã chết bởi gươm, mà vợ con của tôi cũng sẽ bị giặc bắt đi nữa. Quý vị thấy không? Tường trình cho Chúa toàn là một bản tiêu cực thôi à. Nhưng mà đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình. Rồi câu điều thứ tư họ nói nữa là quay trở về Ai Cập không tốt hơn sao? Quý vị, đây là một điều sỉ nhục Đức Chúa Trời quý vị. Chúa đã dùng 10 phép lạ để giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập, và đã dùng quyền năng của Ngài dấu kỳ phép lạ, mắt họ đã thấy, tai họ đã chứng kiến, nghe được những cái điều tốt lành của Chúa. Và đã mất một cái thời gian rất là dài, một cái thời gian để họ phải vượt qua từ Ai Cập mà đi vào trong đồng vắng, để đi vào trong đất hứa của Chúa. Chúa đã giải cứu họ rồi, nhưng mà bây giờ khi họ gặp đối diện với những cái sự khó khăn đó, thì cái tư tưởng này, cái lời nói này, quay trở về Ai Cập không tốt hơn sao? Ồ Chúa ơi, và đây là cái điều để nhắc nhở cho tôi và quý vị. Nhiều khi ma quỷ nói trong lỗ tai của mình, bỏ cuộc đi, bỏ cuộc đi, quay trở về trong đời sống cũ đi, nó dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà quý vị, đó một sự lừa dối của Satan, mà trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng ta phải bẻ gãy nó ra khỏi đời sống của mình. Amen quý vị. Và chúng ta phải nhân danh Chúa bẻ gãy những cái điều đó, sự lừa dối của Satan. Rồi điều thứ năm họ quyết định, chúng ta hãy lọc một cái người lãnh đạo và quay trở về Ai Cập. Họ khước từ sự lãnh đạo của Môi-se luôn. Hay là nói một điều sâu nhiệm hơn, đó là họ khước từ Đức Chúa Trời không còn lãnh đạo trên đời sống của họ nữa, để mà quyết định theo cái ý riêng của mình, cái xác thịt của mình, để mà quay trở về trong cái đời sống cũ. Hãy nghe tôi nói điều này quý vị. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, đổ huyết ra chết cho chúng ta, để Ngài không muốn chúng ta phải có một cái cuộc sống làm nô lệ của tội lỗi nữa, làm nô lệ của đời sống cũ và của quá khứ cũ nữa quý vị. Cái sự truyền thống và linh tôn giáo phải bị bẻ gãy ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Quý vị amen không ạ? Nếu chúng ta muốn được bứt phá, bước đi với Chúa trong quyền năng và trong sự sức dầu của Ngài, chúng ta phải bứt phá ra khỏi cái điều này. Một tâm trí cũ và những lời nói tiêu cực này làm hãm hại trong đời sống của mình. Tôi lấy một cái hình ảnh minh họa cho quý vị. Nếu bây giờ cái chân của tôi nó bị kẹt ở trong cái sợi dây này, tôi muốn sống một đời sống bứt phá cho Chúa, tôi muốn bước đi với Chúa, phải không ạ? Nhưng mà cái sợi dây này nó buộc tôi lại rồi, tôi không bước đi được, tôi không chạy như chim ưng, cất cánh bay cao chim ưng đi mà không còn nhập chạy mà không còn mỏi nữa. Tôi bị kẹt ở đây, tôi bị kẹt hoài như cái chỗ này. Đó là cái tâm trí cũ kỹ của mình, và cái lời nói tiêu cực sẽ giữ chúng ta hoài ở trong đồng vắng quý vị. Kinh Thánh nói điều đó không sai, bởi vì đã nói ở trong Kinh Thánh rồi. Cho nên tôi muốn sống với Chúa, tôi muốn bước đi với Chúa, mà tôi bị kẹt ở đây rồi, tôi bị kẹt, tôi không đi được. Cho nên quý vị, chúng ta phải cởi bỏ nó ra để có thể bước đi với Chúa của chúng ta. Amen. Trong danh của Chúa.
Chúa Giêsu Christ, chúng ta bỏ những cái điều đó, đổi mới tâm trí của chúng ta nhờ quyền năng của Thánh Linh của Ngài và đổi mới lời nói của chúng ta. Amen. Điều thứ tiếp theo ở trong Dân Số Ký, quý vị, đoạn 14 câu số 28, Chúa nói rằng hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va phán: ta lấy sự sống của ta mà quả quyết rằng ta sẽ làm cho con đúng như lời ta đã nghe các con phàn nàn. Tất cả những người phàn nàn đó đã ngã gục ở trong đồng vắng, không một người nào bước vào trong đất hứa, chỉ có Ca-lép và Giô-suê mà thôi. Như vậy, vậy Chúa nghe theo và Chúa đãi theo cái lời của họ nói trong câu số 29. Và kể cả tất cả những người từ 20 tuổi trở lên và những kẻ đã cằn nhằn với ta. Quý vị thấy họ không được vào đất hứa của Chúa. Nhưng câu 31 Chúa nói gì? Nhưng ta sẽ đem vào xứ đó những đứa con nhỏ mà các con nói rằng chúng sẽ bị giặc bắt đem đi, và chúng sẽ vui hưởng xứ mà các con đã khinh bỏ. Vì nên những cái điều mà mình nó tiêu cực đó quý vị, Đức Chúa Trời Ngài rất là buồn lòng. Và nguy hiểm hơn hết, Chúa đãi chúng ta theo cái điều tiêu cực mà chúng ta nói đó. Nên xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng ta và giúp đỡ cho đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa nói rằng những đứa con mà con nói rằng nó sẽ là bị giặc bắt đi đó, ta sẽ đem nó vào xứ, nó sẽ vui hưởng cái xứ đó và con không nhận được cái xứ đó. Cho nên Chúa nghe được và Chúa giúp đỡ cho đời sống của tôi và quý ông bà chị em. Hai điều: giữ cầm buộc dân của Chúa ở trong đồng vắng, đó là tâm trí cũ và lời nói tiêu cực, nó phát xuất từ tấm lòng không biết ơn Chúa, lầm bầm và than phiền về những gì Chúa cho phép xảy ra. Nhưng tôi muốn khích lệ quý ông bà chị em hãy đi một bước cao hơn với Chúa, bước vào trong sự nhận biết Ngài quá rõ ràng hơn, sâu nhiệm với Chúa nhiều hơn, để rồi chúng ta kinh nghiệm được những cái phước hạnh, lời hứa mà Đức Chúa Trời được thực hiện trong cuộc đời của tôi và quý ông bà chị em. Đó là một người của đức tin và của khải tượng. Xin cùng nói với tôi điều này: hãy là người của khải tượng và của đức tin. Amen. Của đức tin. Cảm ơn Chúa. Quý vị cùng xem lời Chúa với tôi tiếp theo trong Dân Số Ký đoạn 14 từ câu 6 đến câu số 9. Giô-suê, con trai của Nun và Ca-lép, là con trai của Giê-phu-nê, là hai trong số những người này đi do thám xứ xé quần áo mình. Họ đau buồn, họ ăn năn với Chúa khi nghe những cái lời gian ác từ miệng của dân của Chúa nói như vậy, quý vị. Cho nên họ sắp mình xuống, họ xé quần áo, Môi-se và A-rôn sắp mình xuống, bởi vì họ biết rằng đây là một cái điều phạm tội rất là kinh khủng ở trước mặt Chúa. Câu số 7, hai người nói với cả hội chúng Israel rằng: đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật. Chỉ cần một điều là anh em chớ nổi loạn với Đức Giê-hô-va và đừng sợ hãi dân xứ đó, vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng không được che chở, bảo vệ nữa. Xin cùng nói với tôi đi câu cuối ạ. Nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, đừng sợ chúng. Amen. Đây là điều Chúa muốn nghe tôi và quý ông bà anh chị em nói. Bạn có thấy điều Chúa thấy không? Chúng ta có thấy điều Chúa thấy không? Chúng ta có thấy điều Chúa đang làm những công điều lớn lao lạ lùng trên hội thánh của Ngài hay không? Amen. Chúa đang làm những công việc lớn lao vĩ đại của Chúa trên hội thánh Phúc Âm Bình An, trên mỗi cá nhân cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bởi vì trong những ngày qua khi chúng ta cầu nguyện, biết bao nhiêu lời cầu nguyện đã được Chúa trả lời. Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời. Amen. Quý vị ngồi ở tại đây là những nhân chứng sống mà Đức Chúa Trời đã trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta. Từ sự chữa lành tới sự cung ứng những nhu cầu cần thiết trên cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Trong những ngày qua, tôi mới vừa nhận cái thách message của dì Út của tôi gửi hôm nay. Dì của tôi nói rằng hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Mình đã cầu nguyện và hôm nay vợ
con và Jonathan tất cả đều đi nhà thờ. Amen quý vị. Đó là sự cầu nguyện của chúng ta đã dâng lên cho Chúa và Chúa đã làm cái điều đó trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa quý vị. Chúa có chúng ta có tốt lành không ạ? À? Chúng ta có thể vỗ tay người khen Chúa được không ạ? À? Hallelujah về những gì Ngài làm trên cuộc đời của chúng ta. Hãy thấy điều Chúa thấy. Giống như Caleb và Joshua vậy. Họ không thấy đây là một cái vùng đó mình làm mồi cho kẻ thù. Nhưng mà thấy đây là một điều tốt lành mà Đức Chúa Trời làm cho đời sống của chúng ta. Caleb và Joshua là người của đức tin, người của khải tượng quý vị. Nhìn thấy điều Chúa làm. Và đức tin là nói ra lời của Đức Chúa Trời chứ không nói theo cảm xúc của chúng ta. Hãy nói lời của sự sống. Xin cùng nói với tôi điều này. Hãy nói lời của sự sống. Hãy nói với người bên trái bên phải của chúng ta ra. Hãy nói lời của sự sống. Yeah. Hãy nói lời của sự sống. Lời nói của đức tin. Yeah. Đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt. Vì sao? Vì đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Chúa hứa với chúng ta đều là sự tốt lành của Ngài. Amen quý vị. Đức Chúa Trời không phải hủy diệt chúng ta nhưng Ngài ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn ban phước cho con dân của Ngài. Và đây là tâm tình của Đức Chúa Trời, tấm lòng của Ngài để chúng ta hiểu được tấm lòng của Ngài. Quý ông bà anh chị em. Thứ hai là Ngài sẽ đem chúng ta vào đất đó. Không phải chúng ta tự nỗ lực để bước vào, nhưng Ngài sẽ đem chúng ta vào đất đó. Amen. Ngài sẽ đem con vào trong đất đó. Dù con trải qua những sự khó khăn, dù con đang đối diện với những nan đề, nhưng Ngài sẽ đem con vào đất đó. Amen. Ngài sẽ đem con vào bằng sức toàn năng của Ngài, bằng vinh hiển của Ngài, Chúa ơi. Và Chúa, điều thứ ba họ đã nói là Ngài sẽ ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Amen. Quý vị, bao nhiêu người trong chúng ta có một cái đức tin để tin vào những lời của Chúa đã hứa với đời sống của mình. Amen. Ngài sẽ ban cho chúng ta. Bởi vì đây là điều Chúa hứa và Chúa không phải là con người để nói dối với con. Ngài sẽ ban cho chúng con. Điều thứ tư, đừng nổi loạn và đừng sợ hãi. Hãy nhắc nhở với chính mình, đừng nổi loạn với Chúa quý vị. Đừng chống lại cái chương trình của Chúa. Đừng chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Nhưng hãy đau phục và hãy hạ mình và tin cậy vào chính mình. Đừng nổi loạn, đừng sợ hãi, đừng đối diện với những điều đó khiến cho chúng ta sờn lòng sợ hãi quý vị. Vì đó là lúc mà chúng ta đang không còn nhìn Chúa nữa, mà chúng ta đang nhìn trên những nan đề của chúng ta. Nhưng mà khi mà bắt tay nhìn nơi Chúa thì tất cả những sự sợ hãi tan biến đi. Tôi rất thích Thi Thiên 23 trong câu 4 và câu 5. Chúa nói rằng dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài sức dầu cho đầu tôi và chén của tôi được đầy tràn. Hallelujah. Cho nên đừng sợ hãi khi đối diện với những nan đề đó, khi đối diện với những kẻ thù đang tấn công đời sống của tôi và của ông bà chị em. Chúa sức dầu mới cho chúng ta, Chúa dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch của mình. Amen quý vị. Chúng ta sẽ nhìn thấy được những câu trả lời của Chúa, những quyền năng giải cứu siêu nhiên của Ngài trên đời sống của chúng ta. Quý vị, chúng tôi trở lại cái điều làm chứng mà tôi đã nói với quý vị lúc ban đầu. Tôi bị áp lực trong cái tháng 10 rất là khó khăn. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, trong sự chiến đấu, trong sự kiên ăn và cầu nguyện, chúng tôi có một cái chuyến đi đại hội vô cùng phước hạnh. Amen. Một chuyến đi đầy sự sức dầu và sự vinh hiển của Chúa. Chúng tôi trở về trong cái sức mới của Ngài, trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa về điều đó. Bởi vì khi về đến nhà rồi, và những cái công việc đó, và tôi công bố rằng con sẽ làm tốt và hoàn tất cái công việc đó, áp lực, ngăn trở, không có quyền ở trên đời sống của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Có điều mà tôi cảm thấy rất là lạ khi mà nghe nhiều người nói vậy. Ôi bận quá không thể cầu nguyện được. Nan đề nhiều quá không thể cầu nguyện được. Quý vị thấy có nghịch lý không? Nan đề nhiều, áp lực nhiều, cầu nguyện nhiều. Amen. Cầu nguyện nhiều quý vị.
và tôi không nói không biết có rất nhiều điều để làm chứng về những điều Chúa làm trên đời sống của mình. Cảm ơn Chúa quý vị. Cho nên Chúa cho phép những cái điều năng đề đó để tin rộng chúng ta và làm cho chúng ta mạnh mẽ. Được Chúa trời tập cho tay của chúng ta đánh trần và khiến cho tay của chúng ta dương nổi được cung đồng. Và những quy luật của sự tối tăm sẽ bị phá vỡ trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và điều thứ năm, họ đã nói gì? Kẻ thù sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng, câu điều thứ sáu là chúng không được che chở, bảo vệ nữa. Quý vị phải biết, chúng ta biết rằng đúng mà chúng ta thờ phượng, đúng ở trong chúng ta là vĩ đại hơn thế gian này, lớn hơn ở thế gian này. Đấng của chúng ta trả lời bằng lửa, bằng quyền năng của Ngài, đem đến sự giải cứu và sự bứt phá trong cuộc đời của chúng ta. Đấng đó đang ở trong chúng ta và đang hành động trong đời sống của tôi và quý ông bà chị em. Và điều thứ bảy đó là Chúa ở cùng với chúng ta. Đừng sợ Chúa. Khi Chúa không đi cùng với mình, đó mới là sự sợ hãi. Phải không Peter? God be with you. Đức Chúa Trời ở với chúng ta để chiến thắng sự sợ hãi ra khỏi đời sống của mình. Có những điều khiến cho chúng ta có thể sợ hãi chăng? Hãy chạy đến với Chúa. Và tôi kinh nghiệm cái điều khi những điều sợ hãi tấn công mình, tôi đến với Chúa và cầu nguyện với Ngài. Quyền năng của Chúa đến trên đời sống của mình và giải quyết những cái điều khó khăn trên đời sống của tôi. Bởi vì trong công việc làm của tôi cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Thì tôi đang trong cái tôi có những cái sự khó khăn và tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa gửi người đến để giúp đỡ công việc cho tôi nữa. Đây là điều phải làm như vậy, giúp đỡ, và họ giúp đỡ cho tôi. Và cảm ơn Chúa, họ tử tế với tôi. Chúa ơi, đây là ai làm quý vị? Đức Chúa Trời làm. Cho nên khi chúng ta lo công việc Chúa, Chúa lo việc của chúng ta. Amen quý vị. Và Đức Chúa Trời Ngài làm những điều tốt lành trên đời sống của chúng ta. Châm ngôn đoạn 12 câu 14. Một người sẽ được trang đầy phước hạnh nhờ kết quả của môi miệng mình. Và mỗi người sẽ được báo trả tùy theo việc tay mình đã làm. Đây là điều mà Chúa nói. Một người sẽ được phước hạnh tràn đầy, không phải phước hạnh một chút, phải không quý vị? Quý vị mà thấy cái người nào mà keo kiệt, cho mình tiền, cho tôi một chút xíu à. Nhưng mà không, Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự dư dật. Và Ngài nói rằng Ngài ban sự dư dật phước hạnh tràn đầy đó là nhờ cái kết quả của môi miệng của tôi và quý ông bà anh chị em. Khi tôi tớ của Chúa, bà Joyce Mai, bà kể lại những cái câu chuyện của cuộc đời của bà. Bà cũng là một người hay than phiền, cũng hay trách móc, cũng nhiều điều bà hỏi Chúa tại sao. Và bà sống như vậy trong suốt mười mấy năm trường là một người Cơ Đốc. Và đôi khi trong đời sống của cá nhân của tôi cũng vậy quý vị. Cho nên mình không phải nói mình thánh khiết hơn ai đâu, mình cũng rơi vào trong cái tình trạng đó, và cần phải được Chúa giải cứu, bứt phá chúng ta ra khỏi những điều này. Amen quý vị. Bà nói tiêu cực, rồi sau đó Chúa giải quyết, thăm viếng tấm lòng của bà để bà không còn nói những lời tiêu cực nữa. Mỗi lần mà khi chuyện này chuyện kia xảy ra, bà yên lặng. Rồi bà không nói. Nhưng mà sau đó 6 tháng rồi, bà nói: Chúa ơi, con không nói tiêu cực nữa, đúng như lời của Chúa nói. Nhưng mà sao con không thấy chuyện gì xảy ra hết trơn vậy nè? Và Chúa nói là: tại sao con không nói lời tích cực? Tại sao con không nói lời phước hạnh? Tại sao con không nói lời chúc phước? Quý vị, Chúa ban cho chúng ta cái miệng của mình để nói những lời chúc phước của Ngài. Amen. Để nói những cái lời phước hạnh mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho đời sống của chúng ta. Chúa nói rằng: nhưng vì đầy tớ của ta là Caleb không đồng tình với họ mà theo ta một cách trung tín, nên ta sẽ đem người vào xứ mà ta đã, mà người đã do thám, dòng dõi người sẽ được xứ ấy làm sản nghiệp. Quý vị thấy Chúa khen Caleb là một đầy tớ của Chúa, không đồng tình với những cái tư tưởng tiêu cực, với những cái lời nói tiêu cực, nhưng mà trung tín với Chúa. Quý vị hãy tránh xa những cái điều tiêu cực và một tâm trí cũ trong đời sống của mình. Hãy chạy đến để làm vinh hiển danh của Ngài quý vị.
Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta có một cái sự kết nối với Chúa, một cái sự mạnh mẽ để đến với Ngài. Và Chúa muốn chúng ta tin cậy nơi Ngài. Quý vị thấy có những người mà họ nói tiêu cực về đời sống của mình đó. Chúng ta vào một cái phòng khác nói tích cực về chính mình, được không ạ? Nói chúc phước về chính mình. Chúa ban phước cho con, Chúa ban phước cho con theo lời Kinh Thánh của Chúa hứa với con như vậy. Thi Thiên 144 câu 12, Chúa nói như thế này: nguyện con trai chúng con đang tuổi thanh xuân giống như cây đâm chồi mạnh mẽ, nguyện con gái chúng con như những cây cột chạm chỗ theo kiểu đền thờ. Quý vị thấy gì mà nói những cái lời tiêu cực, vợ con của con là bị giặc giả bắt đi, thì hãy nói lời chúc phước của Đức Chúa Trời, amen, trên con cái của mình. Quý vị, con trai của con, con trai của chúng con đang tuổi thanh xuân giống như cây đâm chồi mạnh mẽ, và con gái của chúng con như những cây cột chạm chỗ theo kiểu đền thờ. Điều này nói lên một cái sự chúc phước của cha mẹ ở trên con cái của mình. Và con cái của con là những người được phước hạnh của Chúa, là những người mạnh mẽ cho Chúa, là những người đẹp đẽ cho Đức Chúa Trời, là người vinh hiển cho Ngài. Bởi vì trong những ngày qua, chúng ta có nói lời chúc phước cho con cái của mình không? Có nói lời chúc phước cho người phó ngẫu của mình không? Lời chúc phước cho hội thánh của Chúa không? Cho mục sư của mình không? Vì Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta. Hãy nói lời chúc phước cho nhau và gây dựng cho nhau, quý vị. Bởi vì cũng một lời nói, 10 người thám tử này đã làm cho lòng của dân sự ngã lòng hết, quý vị. Than phiền, khóc lóc suốt đêm. Nhưng mà hai người Caleb và Joshua này, khi nói lời của Đức Chúa Trời, thì quý vị thấy Chúa có cách để bảo vệ người nói lẽ thật của Chúa. Lời của Đức Chúa Trời như vậy. Nói lời của Đức Chúa Trời theo lẽ thật của Ngài. Và cái điều mà chúng ta thấy ở tại nơi đây, Giô-sô ký đoạn 14 câu số 10: bây giờ cả hội chúng đồi ném đá hai người, nhưng vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trong lều hội kiến trước mặt dân Israel. Cho nên khi mà chúng ta nói lẽ thật của Chúa, lẽ thật sẽ buông tha người đó. Và nếu họ lắng nghe, họ được buông tha, vậy còn không lắng nghe, thì những người đó họ sẽ ném đá. Nhưng mà quý vị ơi, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những người nói lẽ thật của Ngài. Trong cái sự kính sợ Đức Chúa Trời, trong sự chân thật của Ngài. Quý vị. Và vinh quang của Chúa đầy dẫy ở tại đền thờ của Chúa. Và Chúa binh vực tôi tớ của Ngài, bảo vệ họ ở trong quý của Ngài. Và nhiều lần quý vị, chúng ta nhìn thấy được cái sự gìn giữ của Chúa trên đời sống của mình. Nên quý vị đang nói về Chúa cho cha mẹ của mình, anh chị em của mình. Có những cái điều họ không thích nghe lẽ thật của Chúa, họ bỏ mình ra và loại mình ra và làm cho mình buồn, quý vị. Nhưng mà Chúa nói rằng Ngài bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta bị sự bắt bớ đó, cảm ơn Chúa vì đó là sự phước hạnh Ngài dành cho chúng ta. Thì ngay Chúa trở lại, chúng ta sẽ vui mừng nhảy múa và ca ngợi Đức Chúa Trời của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Giô-suê, quý vị. Giô-suê được Chúa khen. Và Kinh Thánh Chúa cho chúng ta thấy rằng ông là một người kính sợ Đức Chúa Trời, và hết lòng để phục vụ Chúa và thay thế cho Môi-se khi tôi tớ của Chúa qua đời. Và Môi-se đã, Giô-suê đã nói với dân sự của Chúa điều này ở trong Giô-suê đoạn 24 câu số 15: nếu anh em chẳng thích phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Xin cùng nói với tôi câu Kinh Thánh này phần cuối: nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Amen. Đây là điều mà tâm tình của tất cả chúng ta đều ước ao, con và nhà của con sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Amen. Cho nên cái lời nói của chúng ta quan trọng lắm, quý vị. Một khải tượng để nhìn thấy điều Chúa làm, đồng ý với chương trình của Chúa, tháp tùng với chương trình của Chúa, kết
hợp với Chúa là cánh tay của Ngài, là môi miệng của Ngài, là tấm lòng của Ngài, để có thể kết hợp và nhìn thấy được những quyền năng phước hạnh sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Thì tôi muốn nói là một cái mục đích của Đức Chúa Trời được hình thành trong cuộc đời của chúng ta. Hãy nói lời sự sống, hãy nói lời tích cực mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống của mình. Kết thúc bài học này, tôi muốn kể cho quý vị có câu chuyện mà tôi được học được, đó là vị Thomas Edison, người mẹ của ông. Khi ông còn nhỏ đi học, quý vị đã từng nghe câu chuyện này chưa? Dạ, khi ông đi học thì ông rất là học, ông bị một cái sự rối loạn trong tâm thần kinh của ông. Và một ngày đó, khi ông trở về nhà, tay cầm một cái lá thư của người thầy giáo gửi cho mình. Thì ông về, ông đưa cho mẹ của mình. Ông nói rằng, xin mẹ đọc cái này, vì đây là thầy giáo gửi cho mẹ. Và khi bà đọc ra xong, bà nói với con trai của mình rằng, con ơi, con là một thiên tài, và trường học không thể dạy con được, cho nên từ đây mẹ sẽ dạy học cho con. Và ông tin cái điều đó. Và ngày qua ngày, người mẹ này dạy cho con của mình học. Tới một khi người mẹ qua đời và ông lớn lên, sự thành công của sự thành đạt ở trong đời sống của ông là nhà phát minh vĩ đại, phải nói là của nước Mỹ ở trong thế kỷ thứ 20 này. Quý vị, Thomas Edison này được nổi tiếng làm chế tạo ra cái tóc của bóng đèn mà chúng ta có được trong ngày hôm nay. Và thậm chí ngay cả khi ngày ông qua đời, thì nước Mỹ này tưởng niệm ông bằng cách tắt đèn một phút trong cái lúc làm lễ tang cho ông, để tưởng nhớ rằng người này đã làm ra cái sợi tóc của bóng đèn đó và phục vụ cho nhân loại. Thomas Edison này có hơn 1.000 cái bằng về phát minh trong đời sống của ông. Nhưng mà một ngày kia khi ông mở cái học tủ ra để dọn dẹp những cái đồ của mẹ, thì khi mà mở ra rồi, nhìn thấy cái lá thư cũ mà người thầy giáo hồi xưa đã gửi cho mẹ của mình, ông đọc ông chấn hửng. Con của bà là một đứa đần độn, không thể học trong trường của tôi được, và kể từ ngày hôm nay nó sẽ bị đuổi học. Nhưng quý vị ơi, người mẹ này rất khôn ngoan ở trong Chúa, và bà không chấp nhận cái điều đó, mà bà đã chúc phước cho con của bà. Bà tin rằng con của bà là một thiên tài. Và kể từ cái sự chăm sóc của mẹ đó, sự cầu nguyện cho người mẹ đó, và Thomas Edison trở thành một nhà phát minh vĩ đại của nhân loại trong thế kỷ thứ 20, quý vị. Tôi muốn chia sẻ điều này cho quý vị, để nhìn thấy rằng cái lời nói của chúng ta nó quan trọng lắm. Sự gây dựng, sự nâng đỡ hay sự phá đổ cũng bởi cái lời nói của mình. Cho nên xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta, để không có một cái lời rủa xả nào cho chính mình, con của mình, hay là tất cả những người nào cho hội thánh. Quý vị, chúng ta phải nói lời chúc phước. Amen quý vị. Amen. Chúng ta sẽ nói lời của sự sức dầu. Chúng ta sẽ nói lời của Kinh Thánh. Chúa muốn cho chúng ta là những người bứt phá. Thì hai điều này chúng ta phải thực hiện quý vị. Đó là cái tâm trí cần phải được đổi mới. Chiến thắng tâm trí cũ. Xin cùng nói với tôi điều này. Chiến thắng tâm trí cũ. Và điều thứ hai đó là chiến thắng lời nói tiêu cực. Yeah. Chúng ta phải là một người của khải tượng và của đức tin. Amen. Xin kính mời quý vị chúng ta đồng đứng lên, để chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện trong thời giờ này. Xin Chúa thăm viếng tấm lòng của chúng ta. Xin nói với Chúa rằng con muốn bứt phá, con muốn được thoát ra khỏi những cái điều đồng vắng này, con muốn bước đi vào trong đất hứa của Ngài, con muốn nhận lãnh đất hứa của Chúa, con muốn nhận lãnh lời hứa của Ngài, con muốn nhìn thấy lời hứa của Chúa thực hiện trong cuộc đời của con. Con muốn nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Con muốn nhìn thấy chương trình tốt đẹp mà Đức Chúa Trời thực hiện trong cuộc đời của con. Chúa lấy ra khỏi đời sống của con tâm trí cũ kỹ. Con muốn được thay đổi. Con muốn tâm trí tươi mới, đổi mới từ nơi Ngài, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện để Chúa bứt phá, bẻ gãy những lời tiêu cực ra khỏi con. Xin cho con có một lời nói tích cực, những lời nói của Đức Chúa Trời, lời nói của đức tin, lời nói của khải tượng, Chúa ơi. Những điều mà Chúa đặt
để trong cuộc đời của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con sẽ nhìn thấy được, chúng con sẽ nhìn thấy được những cuộc đời được phục hồi, được phước hạnh qua đời sống của chúng con, Chúa ơi. Tha thứ cho tất cả những tội lỗi của chúng con và rửa sạch chúng con trong huyết của Ngài, để giờ này chúng con nhìn thấy được một chương trình tốt đẹp mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng con. Chúng con ăn năn với Chúa những lời nói tiêu cực, chúng con ăn năn với Chúa những tâm trí sai trật. Chúa rửa sạch chúng con trong huyết của Ngài và đổi mới chúng con, để đời sống của chúng con sống cho Chúa, để đời sống chúng con nhìn thấy được những phước hạnh của Ngài. Chúa phán với chúng con, vì ta biết chương trình mà ta hoạch định cho con là chương trình bình an chứ không phải là tai họa, hầu cho con có một tương lai và có một hy vọng, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con không bị chè bẹp trong nan đề, chúng con không bị vu dập trong nan đề, nhưng chúng con sẽ trỗi dậy, chúng con sẽ đắc thắng, chúng con sẽ chiến thắng vì Chúa Giêsu đã chiến thắng cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúa xin Ngài khuấy động từng điều này trong tấm lòng của tất cả các ông bà anh chị em chúng con, để những cái sự cột trói này không còn nữa. Chúa phán chúng con được tự do, chúng con được tự do, Chúa ơi. Chúng con biết lẽ thật sẽ buông tha chúng con, không còn những sự cầm buộc trong cuộc đời của chúng con nữa, mà chúng con được bứt phá trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chạm đến ông bà anh chị em chúng con tại nơi đây, chạm đến ông bà anh chị em chúng con trên đường Zoom, Chúa ơi. Ôi xin nâng đỡ, xin an ủi chúng con, xin khích lệ chúng con. Ôi những nan đề xảy ra, Chúa cho phép xảy ra ích lợi cho chúng con, Chúa ơi. Ôi xin cho cặp mắt của chúng con nhìn nơi Ngài, để chúng con nhìn thấy được chương trình tốt đẹp, mục đích tốt đẹp mà Ngài sẽ luyện tập chúng con và giúp cho chúng con được mạnh mẽ, giúp cho chúng con khôn ngoan càng hơn, giúp cho chúng con càng ngày càng giống Chúa Giêsu Christ của chúng con nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con kính dâng sự vinh hiển cho Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Hallelujah.